Đừng cắt lông mi cho con, đây mới là cách giúp bé có hàng mi dài và cong. Bổ sung các thực phẩm này vào bữa ăn hàng ngày của trẻ là cách giúp nuôi dưỡng lông mi, giúp bé có hàng mi dài và cong. Cắt lông mi cho trẻ sơ sinh để bé có hàng mi dài và cong là một trong những biện pháp dân gian được truyền miệng từ lâu đời. Tuy nhiên, không có cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả của cách làm này. Thông thường, lông mi của trẻ có khoảng 150 sợi khi mới sinh. Chiều dài lông mi của bé thường ngắn và làm nhiệm vụ che chắn cho đôi mắt, giúp cản bụi. Cắt lông mi của trẻ quá sớm có thể gây ra các bệnh như viêm rắc mạc, viêm kết mạc. Vì vậy, thay vì cắt lông mi, mẹ muốn con có hàng mi dài và cong hãy bổ sung những món này vào thực đơn hàng ngày. Cá Cá là thực phẩm giàu protein. Cấu tạo của sợi lông mi và tóc đều đến từ protein. Do đó, bổ sung protein là cách tốt để nuôi dưỡng lông mi. Thịt cũng chứa protein nhưng cá lại được xem là thực phẩm lành mạnh hơn bởi nó chứa cả omega-3 giúp cải thiện tuần hoàn. Khi đó, lông mi cũng sẽ nhận được nhiều dinh dưỡng và oxy hơn. Trứng Trứng cũng là thực phẩm giàu protein giúp nuôi dưỡng lông mi dài ra. Ngoài ra, trứng chứa ít chất béo nhưng lại nhiều dưỡng chất quan trọng. Loại thực phẩm này sẽ cung cấp các khoáng chất mà trẻ cần để lông mi phát triển khỏe mạnh. Quả óc chó quả óc chó chứa nhiều vitamin e và biotin đây là hai chất giúp bảo vệ tế bào của cơ thể khỏi hư hại giúp lông mi trẻ phát triển lâu dài mạnh mẽ khoai lang khoai lang chứa nhiều vitamin a có tác dụng giữ cho lông mi của bé dài hơn và khỏe mạnh hơn đậu lăng đậu lăng chứa nhiều protein biotin sắt kém các chất này đều có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của lông mi trái cây họ cam quýt các loại quả như cam, quýt, bưởi chứa nhiều vitamin C. Đây là có vai trò quan trọng trong việc giúp máu lưu thông tốt, hỗ trợ các mạch máu nhỏ, cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng giúp lông mi phát triển. Thiếu vitamin C có thể gây ra tình trạng rụng mi. Sữa tươi Sữa tươi chứa nhiều protein và vitamin giúp kích thích lông mi các bé mọc nhanh hơn, dày hơn. Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý rằng chỉ cho trẻ uống sữa tươi khi bé đã được một tuổi.